chào quý vị, mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy ngày 5 tháng 12 năm 2020. Tham gia triển lãm Việt Nam Expo Thành phố Hồ Chí Minh 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Yến giới thiệu đến khách tham quan những sản phẩm túi hút ẩm silica gel, túi hút ẩm clay, hạt đất sét có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, thời trang, thiết bị điện tử, linh kiện cơ khí. Đây là một loại tinh thể ngậm nước nên có thể dễ dàng hấp thu và hút ẩm dựa trên hiện tượng mao dẫn tại các khoang rỗng. Mỗi hạt có thể hấp thụ được lượng nước lên tới 40% trọng lượng của hạt. Kèm theo đó, nhiều loại phụ gia đa ngành khác cũng được doanh nghiệp cung cấp để mang lại chất lượng dịch vụ toàn diện. Đơn vị cũng hỗ trợ giao hàng tận nơi, đặc biệt là miễn phí giao hàng trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh với đơn hàng tối thiểu theo thỏa thuận.